Ba đói chưa? Sao lên cứ gọi vợ chồng con ra đón? Sao hôm nay nấu nhiều món quá vậy? Ba nên thôi chứ có gì đâu mà hoang phí thế. Đợt này anh ấy áp lực công việc, ba đừng nghĩ ngợi gì nhé. Ba hỏi thật, con có hạnh phúc không? Anh đi đâu về muộn thế này? Vết son của ai đây? Không phải việc của mày. Nếu không hạnh phúc thì về với ba. Này ông già, ông là cái thá nhưng mà xem là việc vợ chồng tôi. Sao anh lại nói chuyện với ba như vậy? À con danh, mày bật tao à? Ông già em. Không ai được phép động đến con gái tao. Về nhà đi con, về với ba.